hàng số 10 bên phía đội bóng Sài Gòn Coffee đang di chuyển chắc trọng, đường chuyền chắc hay, có cao vào. Đó là cú đá đến từ Quang Thư, được thực hiện đến từ đội trưởng Nhật Trường. Trọng Quỳnh di chuyển đến từ Ngọc Lùng, cơ hội có được bàn thắng đến từ dấu ấn của cầu thủ áo số 2, đó là Quang Việt. Một bàn thắng và một kiến tạo cho đến lúc này của cầu thủ áo số 2 Quang Việt. Quang Hưng đã nâng tỷ số lên thành 2-0 dành cho Sài Gòn Coffee. Khó khăn đang là nhân đổi dành cho Nam Mỗi Đức. Một đánh chất chất lượng đến từ cao thủ Sài Gòn Coffee khi mà Quang Hưng đã chủ động di chuyển ở vị trí cầu thải và dễ dàng chuyển tiếp tục lên cái này, dứt điểm nguy hiểm không vào, cú đá đến từ Kim Hùng, tiếp tục là cao thủ này Mẫu Đức, cú đá ngay chắc nguy hiểm, chơi bóng qua tầm thấp không được, đây sẽ là cầu phá cột dành cho anh em Mẫu Đức. Văn Kiệt cú đá này, Văn Kiệt dứt điểm ngay nguy hiểm và tỷ số đã được rút ngắn còn 1-2 dành cho cao thủ anh em Mẫu Đức. Đó là một tình huống phản công quá chất lượng, mang điểm 10 dành cho cao thủ anh em Mẫu Đức. Và đó là Văn Kiệt, một tình huống giống bóng thẳng ở phần sân nhà của mình và tung ra một cú đặt lòng quá chất lượng để đánh bại thủ thành bên phía cao thủ Sài Gòn Coffee. Bàn thắng rất quan trọng ở thời điểm này. Văn Kiệt Tiến Hùng đứng chỉ chấp nhận nguy hiểm, đối đôi là tình huống cứu thua đến từ Thanh Sẻng. Ở hiệp hai này thì Thanh Sẻng đã quay trở lại trong cuộc phá cốc dành cho đội bóng sạch, người sẽ thực hiện đó là Khắc Lê, đưa bóng vào đánh đá vào, và đó là bàn thuộc về đội trưởng Tuấn Dương. Tỷ số được công bằng là 2-2. Tuấn Dương là mẫu tiền đạo trung phong có khả năng chọn điểm chơi cực kỳ tốt, và với tình hình lý tưởng của mình, anh đã có một tình huống và bóng đã không đến được vị trí của đội trưởng Tuấn Dương. Nhật Trường cú đá từ xa không vào. Quang Vinh, Quang Vinh đủ chỉ sắc hay có cao bao, vừa rồi là cú đá di chuyển rất thông minh đến từ Ngọc Lân, nhưng của Văn Quang Vinh vừa có một tình ra vào cực kỳ hợp lý để khép lại. Chất lượng chuyên môn của trận đấu là điều không phải bàn cãi lúc này. Đội hữu đã chung chiến với nhau rất nhiều năm và có chuyên môn rất cao. Quang Vinh chuyển điểm ngay có và đó là bàn thắng thuộc về Trọng Quýnh, nhưng không lớn một nữa là thuộc về Quang Việt. Cú đá đầu tiên của Quang Việt đã khiến cho thủ thành Quang Vinh phải gặp quá nhiều khó khăn, và khi bóng hồng trả nó đã tìm đến vị trí của câu lạc bộ số 1 Trọng Quýnh. Tỷ số đã được nâng lên là 3-2 dành cho ca thủ Sài Gòn Coffee. Và đội bóng đỏ đang tràn đầy cơ hội để có được trận thắng ở trận đấu quan trọng như thế này. Bàn thắng của Trọng Quýnh diễn ra ở một thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi mà thời gian của trận đấu đã không còn nhiều. Vậy đúng này, tiếng còi của trọng tài đã vang lên để khép lại cuộc so tài giữa ca thủ Sài Gòn Coffee và anh em Mẫu Đức. Tỷ số chung cuộc là 3-2.
Fraser Sport, xứ bản sắc, tròn đam mê.